Ở hành trình lần trước, Giang và Kichima đã đến vùng núi Hida để tìm nguyên liệu chế biến món ăn phù hợp với gạo Việt Nam. Tuần này, cả hai tiếp tục chuyến hành trình của mình tại Osaka. Osaka là một tỉnh của Nhật Bản, nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshu, là trung tâm ẩm thực của Nhật Bản. Vào thời kỳ Edo, Osaka là trung tâm trọng yếu phân phối hàng hóa, đồng thời là trung tâm thương mại. Vì đây là nơi tập trung nhiều nguyên liệu thực phẩm trên khắp Nhật Bản, nên được gọi là nhà bếp của Nhật Bản. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang ở Osaka trong chuyến hành trình đi tìm những món ăn Nhật Bản mà phù hợp với gạo Việt Nam. Ở đằng sau lưng mình là thành cổ Osaka, tòa tháp Tenshukaku. Đây là phở khô Việt Nam được mua tại Nhật. Phở này được làm từ gạo Việt Nam. Kichima-san, onegaishimasu. Maido. Maido wa Osaka no kotoba. Oh, nan no imi desu ka? Ma, konnichiwa toka nan demo okay. Maido. Maido. Kichima-san, konkai Vietnam no pho o tsukatta 日本料理をぜひ作っていただきたいんですけど、はい。まあ、大阪のね、人もね、麺が大好きなんですよ。だから、多分新しいフォーのヒントになるような食材とか料理があると思うんで。楽しそう。行きましょう。行きましょう。 Bắt đầu hành trình của mình, Giang và Kichima đã quyết định đến một con phố sầm uất tại Osaka và thưởng thức món phở tại quán Honmachi. 会社員の皆さんにすごく人気な Quán phở được khai trương vào 3 năm trước. Điều đặc biệt của quán là sợi phở được làm từ bột gạo tự làm tại Nhật Bản. Sức không có phụ gia và được ninh trong 9 giờ hoặc hơn. Các loại rau như rau mùi được trồng trong trang trại của riêng họ. なんか見た目、フォーだけど、ベトナムでよく食べているフォーとは違ってて。あ、違う？ベトナムでのフォーはこんなに盛りだくさん野菜上に全然ベトナムで食べるフォーとは違うけど、まずじゃあスープから頂こうかな。あ、でもスープすごい綺麗よ。 綺麗なスープ。うん。あ、美味しい。鶏の出汁が効いてるね。効いてます。うん。麺が出てきましたよ。いただきます。うん。うん。 程よくシコシコして、なんだろう、お米の麺だよね、なんかさらっと食べれるよね、小麦の麺より。最近日本も小麦アレルギーの人とか結構いるから、ああ、いいですね。うん、こういうお米の麺はいいよね。いいですね。うん。あとこの太麺だからさ、太麺っていうか幅が広いから、スープの絡みがすごくいいですよね。うん。うん。フォーの中にトマトとか。 かぼちゃとか入るのをすごく珍しい。珍しい。だしからね、トマトの旨味も出てるはずですよね。確かに。あ、さっぱりして美味しい。うん。これナンブラ入ってます。ナンブラ入ってますね。しっかり。どう、スープの味付けはベトナムの本場に近い？近いですね。近い。ヌークマン見れると、何でもベトナムっぽく感じますよ。 こんにちは。こんにちは。こんにちは。ベトズインのハオと申します。お、はい。Em người Việt Nam hả? Dạ, em người Việt ạ. Em tới đây khi nào? Dạ, em tới khoảng 4 năm rồi ạ. Em học tiếng Nhật rồi em mới bắt đầu đến làm quán này. Vì sao em cho nhiều rau vào phở, tạo món phở với dạ, các Việt Nam như? Kiểu như là ở Nhật người ta thường ăn để tốt cho sức khỏe à. Nên cho nhiều rau để cho tốt cho sức khỏe hơn. À, với lại cũng hợp với lại phong cách của Nhật hơn. À, giống như ăn ramen vậy đó. Sau khi thưởng thức món phở thơm ngon, Giang và Kichima quyết định tiếp tục lên đường khám phá Osaka và tìm thêm nguyên liệu cho món phở Việt Nam. Điểm đến tiếp theo mà cả hai chọn là quán mì Gengechiya. Miếng thịt băng ở ngay trước mặt luôn.
là ông chủ sẽ xào mì ngay trước mặt cho chúng ta. Nàng có kinh nào nói mất? Hormone yaki soba. Hormone yaki soba nè, kinh nào nè. Hormone yaki soba là gì nhỉ? Miso dare để やってます. Miso dare. Hai. じゃあそれちょっと一個行ってみたいですよね。はい、じゃあホルモン味噌のホルモン焼きそばとソース一発行きたいですよね。はい、シンプルに豚かなやっぱり。それ行きましょう。じゃあソースの豚焼きそばで。đặc trưng của quán là sau khi thực khách gọi món, mì được luộc và nướng trên vị sắt. Làm như vậy, mì sẽ trở nên dai hơn.これ牛のどの部分ですか？グルメですね。牛のどの部分ですか？すごい美味しい部分。牛の腸の部分ね。ở những chỗ khác ấy thì là mọi người sẽ hấp mì lên, xong sau đó thì là mới xào. Nhưng mà đây thì ông chủ sẽ luộc mì lên, xong sau đó mới xào. どんどんどんどん出ておりますよ。mì nó sẽ ホルモン炒めて、卵。ここ近くまで行ってもらって。麺が茹で上がってる。はい。おいしそう。いや全然ここに投入してもおかしくない。おかしくない。ベトナムの炒めるフォーっていうのはこうやって具材を炒めてそこに入れる。同じですね。同じなんだ。玉ねぎとかあと牛肉？牛肉？とか炒めてからそう麺入れて炒めます。へえ。鉄板で作る焼きそばってまた全然ね。違いますね。違いますよね。温度が違うからですかね。温度も違うし、あとやっぱ鉄板が広いから、はい、全体に火が当たるじゃないですか。フライパンだとどうしても鉄板になっちゃうっていうか。お、秘伝の。秘伝のタレが。タレ、ソースだ。炒めるようにしますけどね。おお。食卓ってお客さんの前に持っていく。ホルモン焼きそば。とりあえずじゃあこっちにはい。はい。おーホルモンだ。うわーうまそう。美味しそう。湯気が出てますよ湯気。ね、うわーうまそう。すごいね。はいごゆっくりどうぞ。これ卵潰しちゃっていいかな？最初からどうぞどうじゃあ行っちゃいます上に卵を乗せるのもいいですねいいですより前になりますねはいあ美味しそうじゃあこれで冬とか最高じゃないですか最高いただきますどうぞうんうん美味しいもちもちはい。すごいもちもち、はい、このもちもちしてる、はい、焼きそば初めてです。本当ですか？いやー本当ねなんかこのやっぱ本当に蒸し麺じゃないですよねこの触った感じがね、はい、いただきます。ありがとうございます。まだホルモン食べてないんですけど、はい、ホルモンの出たから出た油が、うん、麺に絡んでて、はい、うまい、もう油の甘み。ああ本当ですねこの麺のもちもち感、はい、うん、いいっすねありがとうございます焼きそばの革命ですねこれ、うん、ありがとうございます、うんうん、そこまで言ってくれた全然食べ慣れてるの焼きそばと全然違います、ありがとうございますこれはね本当違う、うん、dường như món mì đặc biệt vẫn chưa làm Giang và Kichima qua cơn đói cả hai tiếp tục đi tìm nguyên liệu cho món phở và điểm đến tiếp theo là quán Dotonbori Imai. Yeah, こんなすごい現代的な道で。そうだね、周りがね、騒がしい感じだけど。ここだけお入りになってますね。ね。ね。入ります。ね、はい。こんにちは。こんにちは。Dotonbori Imai được thành lập vào năm 1946, năm Thiên Hòa 21. Cửa hàng nằm trên con phố Dotonbori mang hình ảnh sống động như là những bảng hiệu ba chiều, bảng hiệu neon. Bên ngoài cửa hàng mang không khí trang nghiêm và điềm tĩnh. Điểm làm mốc là cây liễu có tên gọi thân thương là Yuimachi Yanagi ở lối vào. Cây liễu là biểu tượng của Dotonbori được người chủ cửa hàng đầu tiên trồng và đặt tên cho nó.Hiện tại, cửa hàng này nổi tiếng với lời truyền nhau rằng udon ở Dotonbori thì phải ăn ở Dotonbori Imai. Tiền thân của cửa hàng nổi tiếng
được thành lập ngay sau chiến tranh này lại là một cửa hàng nhạc cụ phương Tây bán vĩ cầm. Xưa hơn nữa thì là quán trà nổi tiếng vào thời kỳ Edo, cửa hàng có lịch sử lâu đời khoảng 180 năm. あ、甘い。甘い。甘いです。で、もうあと後味もすごく濃厚で美味しいです。うん。うん。もちもちしてます。つるっとしてもちもちして、うん、美味しい。美味しい。うん。本当に出汁が効いててね。ね。うん、いいですよね。でね、関東風の味ってもっとお醤油を効かすんですけど、やっぱ関西なので出汁を生かす。で、ほんのり甘みもあって、うん、すっきり、美味しい。やっぱり日本のお出汁は基本的に植物性だったり魚を使うというのが多いので、まあ、今回とにかくそのね、フォーを作るにあたって、はい、このお出汁を飲んでもらいたくて来たんですよ。どうぞ。すいません。お邪魔します。すいません、お邪魔します。はい、します。あ、すごいね。すごい広いキッチン。わあ、いろいろあります。これ昆布ですね。あ、出汁取ってますよ。はい、で、今さん、今日はここで出汁の取り方を、そうです。見せていただけますか。はい、一通り、昆布。これがあの、うん、その昆布ですね。昆布、うわ、北海道道南の天然の真昆布なんです。うん、結構あの辺なんです。ギリギリ下の方だよね。はい、で、あのこのまず昆布をこのお水に、はい、お水から昆布は出します。うん、ここにこう入れます。Ở Đô Tôn Bori Imai, nước dùng dashi là điều quan trọng nhất. Tỷ lệ cá ngừ và táo bẻ vẫn được lưu truyền cẩn thận dù đã hơn 70 năm. Hôm nay là cái udon 用の dashi の濃さですか? はい、先食べていただいたですね、うどんの dashi。はい。でこれで、うん、ここからこれであの今度は火にかけて、うん、で昆布のお出汁をじゅっくり取って、でこう沸いたところがこれですね。はい、あ、すごい。差し替えが用意されてる。はい。でやっぱ火加減的にはこれぐらいゆらゆらぐらい。これあの量的にはさっきと全く同じ量。はい。もしはい。もうこれはもう出汁ができてるので、はい、はい。これはもう沸騰してるところに、うん、これがあのサバとウルメの節です。はい。カツオじゃなくてサバとウルメ。はい。ウルメイワシ。で、あの普通お吸い物なんかの時は、うん、あのカツオなんですけども。うん、うちはあのサバウルメの方がよりもっと濃厚なパンチが出るって感じですか。そう感じですね。はい、でこれを入れます。はい。はい、なんか贅沢って感じしますね。こんなに材料たくさん使って。苦み、うん、苦みというかこうあの渋みというか、うん、そんなものがちょっとあんまり足りない。ビチャね。こんな豪華な料理教室ないよ。よ。わあ。もう熱々のうちにこしちゃうんですね。こしますね。ので絞ります。絞っていくんですね。はい、でも 手だけでは絞りきれないんで。うん。何ですかそれ。すごい大きいな。このハサミ板。すごいね。うわー、出てる出てる、ほら。これがあの調味料の入ってないものすごく濃い。はい、あのお出汁ですね。でも確認しつつ、さらに醤油入りました。はい、薄口醤油ね。結構入るんですよ。で、あ、もう入ります。まず今出汁みりんです。みりん。はい。みりん。みりん。甘い。そうです。甘いお酒ですね。これが今度は入る。でこれがあのお砂糖とお塩の入ったもんです。お砂糖とお塩がもう混ざってます、ね。はい、混ざってます。これをこう入れて、でこのお水を足します。お水を足すんですか。はい。それそうすることでそのお出汁のバランスと味のバランスがここでピタッと合うように。なるほど。はい、まあ、いつも同じ。長年のこれはいろいろ研究の結果こうなったわけですね。はい、へえ、この
出汁の配合とかはどなたが決めたんですか？僕のおばあちゃんです。おばあちゃん、はい、ちょっと今日持ってきてるんですけど、はい、これをちょっと茹でて、はい、こちらのお出汁で、はい、食べさせてもらう。わかりました。いいんですか？はい、もちろん。ありがとうございます。ちょっとだけもらう。もちろん一緒に食べましょう。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、おいしい。うん、全然 OK。 うん、ありですね。これね、全然 OK。 全然 OK です。全然違和感もないし、何も違和感ないですね。ないですわ。美味しい。なんか乳麺に近いような感じの。そうですね。Ngày hôm sau, Kichima đã đưa Giang đi tìm một nguyên liệu rất đặc biệt bổ sung cho món phở Việt Nam. Cả hai lái xe từ Osaka mất khoảng 2 tiếng để đến Shigaraki-cho, thành phố Koka, tỉnh Shiga. Mọi người ơi, hôm nay mình với anh Kichima đi leo núi. Mọi người có biết để làm gì không? Để đi tìm và hái nấm tùng tuyết đấy. Kyo matake gari. そう、ここはね、滋賀県です。滋賀県、大阪行ったでしょ、はい、その隣に京都があって、その隣がここ滋賀。滋賀、見て、日本の田舎ですよ、これが。本当に、ね、ちょっと離れたぐらいところだけで全然雰囲気が違いますね。でね、今この秋の季節の食材の王様って言ったら松茸。食べたことある？ないです。ない、高いよね。高いよ。なんか1本1万円とかするんだよ。そう、豊洲でも売ってたけど、はい、そんなこの王様の松茸を、はい、今日はジャンさんと一緒に食べて、さらにそれをフォーに使えんじゃねえのかなと思っております。ヘッテチュキチヤマ。 Đây là trại nấm có diện tích khoảng 100 hectare. Vùng đất này được giữ nguyên để phát triển nấm Matsutake. Ở Nhật Bản, nấm Matsutake có thể tìm thấy vào mùa thu. Nấm thường xuất hiện ở nơi có mật độ cây thông mọc dày đặc, đất mỏng, ánh sáng mặt trời tốt, rút nước tốt, thông thoáng, có độ dốc để lá rụng sẽ khó tích tụ lại. Loại nấm này trở nên phổ biến và nổi tiếng nhờ vào cách chế biến của người Nhật. Nấm được sử dụng mang đến những món ăn thơm ngon. Đặc biệt, nấm có hương vị vô cùng đa dạng, có thể kết hợp với nhiều món ăn khác nhau. Cái nấm tùng tuyết này là chỉ có ở những cái nơi cố định, phải có đủ tất cả các điều. Hôm nay sôi cái gì vậy? Chẳng có Ghibli nó sôi cái gì vậy? Được, và cái tùng cái nó cái chỗ rễ nó giao nhau, hay là phải có đủ độ ẩm, rất là nhiều yếu tố. Mỗi năm thì nó chỉ xuất hiện ở những cái nơi cố định mà chỉ có người đi hái thường xuyên thì mới biết thôi. Thế nên hôm nay thì chúng ta sẽ có người hướng dẫn kia hướng dẫn cho chúng ta đến cái chỗ mà nhiều khả năng là sẽ có nấm. Đi xem thế nào nhé. この木がね、うん、赤松と言いますね。赤松で、場所はこれから私が言いますから、はい、これは一応ね、はい、これは cây nấm, cây tùng đỏ. Thân nó màu đỏ ấy. Dưới thân cây tùng đỏ thì sẽ có nấm. まあ、松茸は自然なものでだと思うんですけれども、はい、こう松茸のために環境を整えたりしていることはありますか？もう昔はね、何かやってますか？必ずしばしに、ね、毎日そのね、山を清掃に来てますや。だって燃料がないんだから、これ以外に。そっかそっか。ご飯炊いたりね、だからこれはもうおつったには大変次の世代に、うん、迷惑をかけてるという感じですね。Sau một hành trình tìm nguyên liệu tại Osaka, Giang và Kichima trở về căn bếp và bắt đầu chuẩn bị chế biến món ăn phù hợp. Phở được làm từ gạo Việt Nam. Họ sẽ làm gì với những nguyên liệu và công thức món ăn đã học được từ các quán ăn lâu năm? Giang và Kichima bắt tay vào nấu món phở với những nguyên liệu rất đặc trưng của Nhật Bản. Nấm Matsutake, nước dùng dashi. Giang-san, 大阪行ってみたけどどうだった？楽しかったですね。何が良かったですか？もうすごい太っちゃった本当に秋って感じましたよね。本当本当、日本の秋って本当ね、太るんだよその食材を使って料理したいと思います、はい、もう何よりやっぱりね、今日そうフォーに合わせるんだけど、はい、フォーを作るんだけど、それに合わせる日本の食材です。決まったんですね。これですね、松茸ね。これ美味しかったもん。八角とかシナモンとか入れたりするんですけど、うんうん、やっぱり香りが大切ですね、うん、多分松茸の香りもすごく合うと思います、ね、うん、
なので今日はとにかくこの松茸をメインにしてフォーを作っていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ作っていきましょう。はい、まずね、松茸です。これもね今日国産のやつを手に入れました。汚れついてますけど洗わないですか。そこなんですよ、さすが。キノコって洗うと香りがちょっとねダメになっちゃうので洗わない。でも汚れ取りたいじゃないですか。はい、日本ではこの特にこういう山で取れる高級のキノコは、はい、この石汚れがついてるところこうやって削ぎ取っちゃうんです。こうやって切るだけ切っちゃうね、表面だけ。こんな感じ。mọi người ơi, một điểm chú ý ở đây là khi mà mình xài nấm ấy thì mặc dù nó có dính đất bẩn nhưng mà không được rửa nha, bởi vì nếu như rửa thì nó sẽ mất mùi thơm của nấm, cho nên là chúng ta chỉ cắt đi cái phần bẩn và còn lại là lau nhà thôi nha. とにかくさ、高いキノコですから丁寧にね一本で1万円ぐらいですかね。これはこれはしないかな。ở Việt Nam thì chúng ta cũng có bán cái loại matsutake này nhưng mà thực sự là rất là đắt, cho nên là nếu như mà không mua được thì chúng ta có thể thay thế cái loại nấm này bằng những cái loại nấm khác mọi người nha. はい、では切っていきましょう。はい、まずねちょっとこれだと切りますか。大きいからね、まず半分に切りましょうか。で、あとはもう薄く、こう薄切りですね。薄切りですね。はい、いい形。いいね。松茸っていう形の。cái bên trong nó trắng bóc nè, cho nên mọi người hay gọi là nấm tùng tuyết là vì vậy đó. で、続いて、はい、今日トッピングに使いたいのが、はい、これね、すだちね。これあの松茸山で食べた時もこれ添えてあったじゃないですか。そうですね。これもあのなんていうんだろう、これちっちゃいレモンみたいな、まあ後でトッピングで最後にのせます。こんな感じで。これもいい香りですね。いい香りするんだよねこれもね。あとベトナムだとあのパクチー、パクチーシャンツァイなんていうの？パクチー。パクチー。ゴーね。ゴーね。ゴーね。使うと思うんだけど、はい、日本だとこう三つ葉っていう野菜があります。はい。パクチーほど香りは強くないんだけど、これもちょっと爽やかな。Nếu như mà ở Việt Nam mình không có cái loại rau thơm như thế này thì chúng ta có thể dùng cái loại ngò như bình thường, nó vẫn có mùi thơm và vẫn có màu xanh rất đẹp là được ha. では、では続いてフォーのスープを作っていきます。だし。だし。あ、あそこね、あのうどん屋さんのところで、そう。いろいろだし取り方を教えてもらっただしですね。ただあのうどん屋さんほど濃くない。あんなにお店だったらたくさん昆布とか入れて贅沢に作るけど、はい、家であんなにしたらさ一杯いくらになっちゃうんだよっていう感じなのでこれはもうそもそも高い、相当高いので、これでちょっとまあこれは昆布と鰹節で取った家庭風のだし、松茸をもう先に入れちゃいます。おー、nấm ấy thì mình phải cho vào trước từ khi nước còn đang lạnh thì lúc đấy cái hương vị và cái vì ngọt của nấm nó mới tan ra trong nước, cho nên là mọi người nhớ cho nấm vào đầu tiên nha. なのであんまり火を強すぎずね、ちょっと弱めの火加減でじっくり出してあげる。なるほど。なので5分ほど待ちます。まあね、大丈夫。本当は大阪は薄口醤油っていう。もっと色の薄い醤油を使うんだけど、お塩を少し加減しながら入れていきます。はい、これを霜降りですね。ね、入れてもう本当にさっと煮て、こんな感じで。美味しそう。ね、本当綺麗で白くて。はい。どさった。ではこれで出来上がりです。やったー、chúng ta đã hoàn thành xong món phở. 松茸の香りとだしの香り、うん、三つ葉、三つ葉いいですね。いただきます。うーん、おいしい。フォーだけど日本の味なってる？なってます。よかった。はい、はい、いただきます。うん、うん、いい香り、ね、この松茸の香りがねたまらないね。でこの和風だしと合うんだわ。合いますね。でまたちょっと牛肉のなんだろう、お肉のコク、うん、が加わって
これは美味しいよ。美味しいですね。Có lẽ hương vị của phở quá quyến rũ và đầu bếp Kichima quyết định làm thêm món phở sao theo công thức từ quán mì Gen Gechiya cùng nguyên liệu bạch tuộc đã tìm được từ chợ Kurumon. Phở sao. 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 ベトナムの目玉焼きって Cắt bạch tuộc thành miếng dày 5mm và bắp cải thành miếng rộng 1cm. Cho dầu vào chảo, cho bắp cải, bạch tuộc và giá đỗ, rắc muối và tiêu vào. Xào nhanh tay, thêm sốt Worcestershire và dầu hào. Sau đó, cho phở đã trụng vào, đảo đều để gia vị và nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Cho phở ra đĩa, thêm trứng ốp la và rắc cá bào lên trên. Rất nhanh chóng, Giang và Kichima đã có món phở xào theo kiểu Nhật. Chúng ta đã hoàn thành món phở xào với bạch tuộc theo kiểu yakisoba của Nhật. Itadakimasu. Dodo. Vì sao kiểu yakisoba cũng rất là hợp với phở luôn mọi người ạ. Sosu aji ni mo au ne pho. Hai masu ne. Cái vị của sốt ấy nó hơi chua chua. Và nó hơi mặn mặn, nó hơi ngọt ngọt. Quyền lại với cái phở và cái miếng bạch tuộc á, rất là ngon và rất là dễ ăn luôn. Minasan zehi iroiro yatte mite kudasai. Trong tập tiếp theo, Giang và đầu bếp Kijima sẽ đi Okinawa. Ở Okinawa, chúng ta có biển rất đẹp, thiên nhiên rất đẹp và văn hóa cũng rất là độc đáo. Không biết chúng mình sẽ tìm được những món ăn gì ở Okinawa nhỉ? Mọi người cùng đón xem nhé. Hành trình đi tìm nguyên liệu tại Osaka để chế biến món phở của Giang và Kichima đã kết thúc. Vào tuần sau, chúng ta sẽ gặp lại cả hai tại tỉnh Okinawa để tiếp tục hành trình tìm những nguyên liệu đặc biệt cho cơm Nhật gạo Việt.